dòng cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục dòng cảm xúc kỳ này, tạp chí xin được gửi tới quý vị và các bạn bài Hoa nở giữa vườn đời, tác giả Nghiêm Thu Loan, hội viên Hội người mù huyện Ứng Hòa, bài dự thi cuộc thi viết Người khiếm thị thủ đô thực hiện lời dạy tàn như không phế năm 2021. Trong mắt thế nhân, những người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng thường gắn liền với những đặc điểm vụng về, vô dụng. Hai chữ tàn phế gần như trở thành gánh nặng của cuộc đời họ và biến họ trở thành gánh nặng của gia đình, xã hội. Nhưng Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, trong một lần tới thăm trường thương binh Hỏng Mắt năm 1956, đã nói một câu làm thay đổi tâm thức của biết bao người khuyết tật, giúp họ lạc quan, vui sống, cống hiến cho đời và làm thay đổi nhận thức của toàn xã hội đối với người khuyết tật. Khi đó, Bác đã động viên các thương binh bằng câu nói rất dung dị mà trang chứa sự cảm thông, niềm khích lệ và lòng tin: các chú tuy tàn nhưng không phế. Câu nói đó đã in đậm trong trái tim người khuyết tật, trở thành nguồn động lực lớn lao giúp họ vượt qua những thử thách gian truân. Năm 1969, khi Hội người mù Việt Nam được thành lập, lời dạy tàn nhưng không phế của Bác đã trở thành phương châm hành động của hội, và từ đó cho tới nay, nhiều thế hệ người khiếm thị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập với cộng đồng theo lời dạy thiêng liêng ấy. Sinh ra với đôi mắt bị glaucoma, ngay từ khi thơ bé, tôi đã không nhìn rõ vạn vật chung quanh. Tới năm 11 tuổi, tôi hoàn toàn mất đi ánh sáng mặt trời. Là một người khiếm thị, tôi hiểu và chấp nhận những thử thách của bản thân. Tôi biết có những ước mơ của mình không bao giờ hóa thành hiện thực, có những giới hạn sẽ chẳng thể vượt qua. Nhưng thế không đồng nghĩa với việc tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống và biến bản thân thành một gánh nặng. Ngược lại, để làm theo lời dạy tàn nhưng không phế của Bác, trái tim tôi luôn nhiệt thành với nhịp sống rộn ràng trong những niềm đam mê và sứ mệnh tận hiến. Thứ nhất, để hòa nhập cộng đồng và trở thành một người có ích cho xã hội, thì yêu cầu đầu tiên tôi đặt ra cho bản thân mình là phải học tập thật tốt. Bác Hồ cũng từng nói, đối với học sinh, sinh viên, nhiệm vụ đầu tiên là học, học tốt và học giỏi. Con đường học vấn là con đường ngắn nhất để dẫn tới thành công. Đặc biệt đối với người khiếm thị, tri thức chính là một phần ánh sáng soi đường, chỉ lối thay cho ánh nhìn đã mất đi. Ý thức được tầm quan trọng của việc học, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn cố gắng, nỗ lực hết sức ở mỗi cấp bậc. Dần dần, theo thời gian trôi, tôi đã trưởng thành và hiểu biết hơn qua từng trang chữ. Nhưng học không có nghĩa là cầm một cuốn sách để học vẹt. Cũng theo lời dạy của Bác, học phải đi đôi với hành. Áp dụng những kiến thức trong sách vở, tôi luôn cho bản thân cơ hội rèn giũa, trải nghiệm qua các cuộc tranh tài, các hội thảo, viết sách và chia sẻ kiến thức mình biết cùng mọi người. Cụ thể, riêng trong năm 2020, tôi đã bồi dưỡng thêm cho bản thân 4 kỹ năng mới và đạt được 7 giải thưởng về nhiều lĩnh vực khác nhau. Giải nhì, giải chuyên đề của cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Giải nhì của hội thi tin học cho người khiếm thị toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội người mù Việt Nam tổ chức. Tính đến nay, tôi đã học và áp dụng được nhiều kỹ năng bên cạnh chuyên ngành chính của bản thân là truyền thông như sư phạm, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, văn học nghệ thuật, kỹ năng sân khấu, công tác xã hội,
lãnh đạo và quản lý. Mỗi một môn học đều đưa đến cho tôi những kiến thức bổ ích, giúp tôi mở mang tầm nhìn và định hướng tương lai. Có thể con đường chinh phục tri thức của tôi còn nhiều chông gai, có thể người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng còn gặp nhiều trăn trở khi hòa nhập cùng xã hội. Nhưng tôi sẽ luôn quyết tâm hết mình, phấn đấu, thực hiện theo lời dạy tàn nhưng không phế của Bác để có được một thanh xuân đáng nhớ, một cuộc đời ý nghĩa. Thứ hai, tôi cho rằng để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, học giỏi ở trường, ở lớp chỉ là một phần rất nhỏ trong những điều mình cần thực hiện. Cả cuộc đời Bác đã hiến dâng cho nước, cho dân, noi theo tấm gương của người và để thực hiện tốt hơn lời dạy tàn như không phế. Tuổi trẻ của tôi say mê trong niềm vui cống hiến. Với phương châm sống, cho đi là còn mãi. Ngay từ lúc còn là nữ sinh lớp 8, lớp 9, tôi đã tích cực tham gia vào các hoạt động mang tính xã hội như xây dựng tủ sách chữ nổi cho các bạn học sinh khiếm thị. Ngày càng lớn lên, tôi càng có nhiều cơ hội làm tình nguyện như dạy tiếng Anh cho các bạn trẻ khiếm thị, tham gia các dự án phát triển cộng đồng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy mà tôi hiểu hơn về ý nghĩa của sự sẻ chia, của sự tương thân, tương ái. Trong năm 2020, tôi cùng 3 người bạn thành công thành lập câu lạc bộ STEP, Hành động vì người khiếm thị. STEP ra đời dựa trên nguyên tắc tôn trọng tính khác biệt của từng cá nhân, với sứ mệnh giúp đỡ các bạn học sinh, sinh viên trong việc tham gia vào chương trình giáo dục, tạo sân chơi bình đẳng, sáng tạo để người khiếm thị thể hiện năng lực của bản thân, góp phần thúc đẩy quá trình hòa nhập xã hội. Hoạt động chính của chúng tôi bao gồm chuyển đổi tài liệu từ định dạng không tiếp cận sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị, hướng dẫn kỹ năng mềm cho các bạn trẻ, tạo cơ hội phát triển khả năng, năng khiếu cho người khiếm thị qua những cuộc thi, những buổi giao lưu tọa đàm về văn hóa, nghệ thuật, hỗ trợ truyền thông cho các cơ sở tẩm quất, massage của người khiếm thị, giúp đỡ các gia đình có thành viên là người khiếm thị gặp khó khăn. Bên cạnh đó, tôi cũng là trưởng ban liên lạc của mạng lưới sinh viên khiếm thị Hà Nội. Mạng lưới được thành lập bởi Hội Người Mù Việt Nam. Với vai trò là người kết nối và dẫn dắt, nhiệm vụ của tôi là giúp ban lãnh đạo của Hội Người Mù thu thập thông tin, khuyến khích các bạn sinh viên tham gia mạng lưới và các hoạt động xã hội trở thành sợi dây gắn kết giữa hội cùng nhiều bạn trẻ. Tôi biết những gì bản thân làm được ngày hôm nay còn quá nhỏ bé, nhưng tôi hy vọng rằng tôi có thể phần nào tạo ra những thay đổi tích cực cả trong suy nghĩ và trong hành động của người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng, giúp họ tự tin hơn, lạc quan hơn và sống đúng theo lời dạy tàn như không phế của Bác. Với tôi, trong lòng nở một đóa hoa thơm thì sợ gì không có cơ hội khoe sắc, tỏa hương. Chỉ cần các bạn luôn tự tin, lạc quan, nỗ lực, vững bước tiến về phía trước và sống đúng với tài năng, khát khao của bản thân thì mọi thử thách sẽ qua. Mong rằng mỗi người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng sẽ luôn thực hiện tốt lời dạy tàn như không phế của Bác để trở thành một đóa hoa xinh nở rộ và hiến dâng cho vườn đời đẹp tươi.